Aquaseline, lăn nách không mùi đến từ châu Âu, nay đã có thêm dung tích 20ml. Em nghe nói là Quân AB. Quân AB là có việc bận. Em cái tên người ta là Quân AB. Em xin lỗi. Em Quân AB. Em thấy á là xin đọc đúng á. Quân là tiếng Việt thì phải AB. Chừng nào mà đọc là Quân. Đúng không? Rõ ràng chính xác đúng không? Không em, buông ra. Nếu anh nói 10k né cái máy cho anh ha, nếu mà đúng thì phải gọi là Quân Apple. Nếu mà thì đúng là tiếng Việt Quân Apple. Không chính xác, nếu mà nói về văn nói là Quân AB phở. Đó mà giờ Quân mỗi lần mà gọi tới tên em này mình phải phân vân. Quân AB phở, tên ta tên tiếng nước ngoài, nó AB phở đồ nghe mệt. Nghe nè, gọi theo quốc tế Quân Áp. Bây giờ chỉnh luôn. Nếu mà diễn ngoài Hà Nội là giới thiệu ca sĩ Quân AB Phở. Nếu diễn trong miền Nam là Quân AB. Còn qua nước ngoài là Quân Áp. Mỗi lần em đến với chương trình Giọng Ải Giọng Ai, em lại có thêm một biệt danh mới. Thời gian để đổi chữ cờ ra Quân Ác nên là còn lạ nữa. Chào em. Dạ. Lần đầu tiên gặp em. Dạ. Đẹp trai như lời đồn. Duyên cũng vậy. Dạ, nhưng mà không như lời đồn. Phải đẹp hơn lời đồn. Em. Dạ. Những chương trình Giọng Ải Giọng Ai từ trước tới giờ em có xem qua chưa? Dạ, em có xem những đoạn cắt ngắn ngắn ở trên YouTube. Tại sao không xem dài? Dạ. Đúng. Tại sao không xem dài? Em coi thường chương trình này. Mời em về. Anh kỳ quá à. Nhiều khi em chưa có không có thời gian đi diễn nhiều, không có thời gian xem. Anh nghe em mới giải thích. Ủa anh hỏi em à? Anh hỏi em à? Em coi thường anh à? Dạ. Mời em về. Ủa nghe anh ơi, em đuổi về hết rồi ai hát bữa nay? Em với Trường Giang có thể đảm được chuyện đó. Thế nào? Em có trả lời anh Thành được không? Tội nghiệp nhỏ. Sao Trường Giang? Dạ bộ hỏi vui cái nó sợ thiệt anh. Các em thân mến, bữa nay chúng ta có một bạn, một cái em nhỏ mới đến chương trình lần đầu, đừng làm cho em lo. Thôi, chưa có gì hết trơn nghe em. Vậy bây giờ em muốn về đội của ai, anh Thành hay anh Giang? Quyết định này sẽ ảnh hưởng tới tương lai sự nghiệp của em. Em về đội nào cũng được. Em quen cái câu trả lời á, câu trả lời này thì gần như là ai tham gia chương trình lần đầu sẽ là trả lời. Vậy thì bây giờ em là người đã có kinh nghiệm tới lần thứ 3 rồi nè, nói đi. Dạ nhưng mà em nghĩ là hai lần trước em đều về đội của anh Thành. Tại là em nghe lời chị Nhi nè, với em nghe lời chị Thu Trang nè, là em về đội của anh Thành. Mà hai lần đó em nói cho thế giới biết là em về với anh là do suối chứ không phải là em muốn. Đúng. Là sao? Nhưng mà kiểu như là mình, em nghĩ là cái gì đó quá tam ba bận, mình phải quyết tâm đúng không anh? Lần này em tin anh, em thử một lần nữa được không anh? Ok. Tôi không đồng ý. Tôi chọn AP. Đâu phải muốn đến với anh là đến. Các bạn ơi, anh không phải rắc rưởi cho em. Thanh. À cái đoạn đó này em nói chơi thôi, biên tập xóa em nói lại. Thanh. Em về đội anh nghe cái gì? Thanh. Có thể nhường cho tôi được không? Anh kia tốt kìa nè. Em đi về luôn con được không? Con chân chơi gì nữa? Em đi về luôn được không? Cửa này. Anh à. Rin, về nhà với chị. Đi em. Ôi về với chị chị. Về với chị luôn. Ê đúng vậy. Về chị luôn hả? Nhỏ này giống như mấy mẹ bắt cóc á. Cha mẹ mới bỏ con cái ở ngoài cổng trường chứ phải là bắt cóc vậy gì nè vậy gì nè. Về với chị, về với chị. Cuối cùng sao nè? Có suy nghĩ lại không? Em giận anh rồi. Vậy thì sẽ để về đội anh Giang. Đi lẹ. Quân em về với Thành. Đi. Ôi vậy là anh cũng khó nha, anh gánh hai đứa em đều là người mới luôn á. Châu, cảm thấy lo hả? Dạ. Cảm thấy sợ hả? Đổi đội. Trời ơi, giỡn quá. Em sinh ra cũng vừa giải là chung thôi. Cuối cùng là em có thích Gin Tuấn Kiệt hay không? Ê, Gin sao á? Em mời người ta về, cái người ta vừa về, cái em kêu nhiệm vụ Châu đổi đội là sao? Thích lắm. Ủa, anh bây giờ mình bắt đầu chương trình luôn được không? Bắt đầu từ nãy giờ rồi đó em, bắt đầu từ nãy giờ lâu lắm rồi. Tại sao vậy? Tại sao phải bắt đầu chương trình luôn là sao? Ý em muốn nói gì? Em nghe nói là Quân AB. Quân AB là có việc bận. Em à, cái tên người ta là Quân AB. Em xin lỗi. Em Quân AB. Em thấy á là xin đọc đúng á. Quân là tiếng Việt thì phải AB. Chừng nào mà đọc là
What? Đúng không? Rõ ràng chính xác đúng không? Không em, không em, buông ca, buông ca. Nếu anh nói 10 ca né cái máy cho anh ha. Nếu mà đúng thì phải gọi là quân A Pờ. Nếu mà thì đúng là tiếng Việt quân A Pờ. Không, không chính xác, nếu mà nói về văn văn nói là quân A B Phở. Mà bây giờ người ta quân thì có tiếng Việt, đọc tiếng Việt đúng rồi, AB. Còn bây giờ bu ca để không, đáng là phải đọc là bu bu ca. Cái chuyện này là xuất phát từ cái nhỏ áo đen đó. Cái tên của ông ta rồi nó kiếm chuyện, nó đọc cái này nữa. Thí dụ nó, người ta kêu Ginh Tuấn Kiệt. Ờ. Đó là tiêu thì cái Việt Nam sai. Anh đọc tiếng Anh là Ginh Tuấn Kiệt. Ginh là gì? Là nói lên là Ginh, em nói em còn Ginh đó hả? Dạ đúng rồi. Em luôn muốn cho mọi người thấy được cái sự trong trắng và trong sáng. Trong trắng mặc áo đen. À. Anh ơi, ở ngoài đen nhưng mà dịch ra bên trong nó trắng. Buka, tại sao bây giờ em nói cái gì, em nghĩ cái gì cũng nghĩ đến cái chuyện mà dạch rồi mở trơn vậy? Buka nữa, từ nay về sau hay gọi là Buka. Kêu lớn lên nào, bắt đầu lớn lên nào. Thôi, để cho an toàn, anh sẽ gọi em là Cẩm Thơ. Nào các em, bây giờ. Chào hai em. Lần đầu tiên thì em xin được gửi lời chào đến không có chú cháu gì đây nha. Đúng rồi. Anh nha. Ừ, không có dặn, chú nha. Dặn trước rồi đó. Ai ra mà chú một cái là rủ về liền. Rủ về đó. Dạ, cho em xin được chào chú Hoàng Sơn. Đi về liền. Mặc dù bố nghe dặn rồi nhưng mà giống như cái kiểu lương tâm nó không cho phép. Cho em chào lại đi ạ. Vâng, cho em xin được chào anh Hoàng Sơn, anh Tuấn Bell, anh Trấn Thành, anh Trần Giang và anh Đại Nghĩa và tất cả mọi người đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Nghe câu chào xong gương mặt hai anh giãn nở liền, tươi liền. Không có bên kia thôi, anh đâu có gì đâu. Tao Quân. Dạ, đầu tiên cho phép xấu xin gửi lời chào anh Hoàng Sơn. Cháu mà gửi lời chào đến anh là sao ta? Dạ. Cái đại từ nhân xưng gì vậy? Thứ hai em còn rất là ít tuổi ạ. Cháu sao gửi lời chào đến hai chú. Em gửi lời chào anh Trấn Thành, anh Trường Giang. Mặc dù có cái lời hâm dọa là sẽ bị đuổi về nếu gọi bằng chú, nhưng em nó vẫn không thể nào làm trái với cái lương tâm được em ạ. Lễ phép từ tâm á. Gia đình dạy dỗ vậy rồi. Dạ. Bây giờ muốn làm khác đi không làm được. Đó, mà giờ Quân mỗi lần mà gọi tới tên em này mình phải phân vân. Quân AB Phở. Tên ta tên tiếng nước ngoài. Nước A bị phở đồ nghe mệt. Nghe nè, gọi anh quốc tế Quân Áp. Bây giờ chỉnh luôn. Nếu mà chỉ ngoài Hà Nội là giới thiệu ca sĩ Quân AB Phở. Nếu chỉ trong miền Nam là Quân Áp. Còn qua nước ngoài là Quân Áp. Mỗi lần em đến với chương trình Giọng Ải em lại có thêm một biệt danh mới. Thời gian nữa đổi chữ cờ ra Quân Ác nên là còn lạ nữa. Rồi, hôm nay đến với chương trình này, anh mời Trâm trước, thích về đội của anh nào ở đây? Bé này giống cái cô mà trong nhóm Blackpink, cô Lisa. Không, mẹ chỉ giống tóc thôi em, mà đẹp được vậy thì... Em xinh mà em, mình xinh thì mình có gì đâu mà mình ngại. Em cảm ơn anh. Thực ra là trước tiên khi mà đến ngày hôm nay thì em tính là em cũng muốn về đội anh Thành. Tại vì em xem anh Giang truyền hình thì em cũng hơi sợ anh Giang một tí. Tại sao Giang dễ thương mà em hiền lành mà? Không phải, ý là nhìn anh hơi dữ một tí. Em hơi sợ nhưng mà... Này tôi không có nói nha. Ê, tôi không có nói gì nha. Không, anh đùa thôi, nhưng mà lúc sau khi gặp anh Giang thì anh Giang rất là dễ thương. Nên thôi ngày hôm nay... Nhỏ dễ so dịu thiệt chứ. Nên ngày hôm nay thì em về đội ai cũng được ạ. À, vậy dạ thôi, Thành về với... Để đón bớm về. Đón bớm về đi nha. Đó, còn Quân em về với Giang nha. Dạ, dạ vâng. Rồi, như vậy là gia đình đã đông đủ. Và thứ ba. Gia đình thật sự đông đủ rồi. Đó, thì mình sẽ bắt đầu cuộc chơi thôi, thưa quý vị. Và bây giờ, chúng ta sẽ gặp gỡ 7 thí sinh trong vòng đầu tiên, vòng hóa thân.